Giải pháp bán hàng bằng luật hấp dẫn, giúp bạn bán được nhiều hàng hơn mong đợi. Bước 1. Biết ơn công việc bán hàng mà bạn đang làm. Trước khi bước vào nội dung giải pháp, thì việc đầu tiên bạn phải làm đó là biết ơn công việc này. Vì nếu bạn không biết ơn công việc này, không trân trọng nó, thì bạn không cần phải xem tiếp các bước tiếp theo. Đối với một người không có lòng biết ơn đối với công việc mình đang làm, thì chắc chắn công việc đó dù sớm hay muộn, thì nó cũng sẽ lụi tàn thôi. Bởi vì lẽ đó ngay lúc này, bạn chưa biết ơn thì hãy tập thói quen biết ơn công việc của mình. Còn những bạn đã có sẵn lòng biết ơn, thì hãy thể hiện điều đó thật sâu sắc hơn nữa. Hãy tìm ít nhất là hai điều mà bạn cảm thấy biết ơn công việc bán hàng mang lại cho mình. Tôi sẽ lấy ví dụ như sau. Tôi biết ơn công việc bán hàng của tôi vì nó tạo ra nhiều thu nhập, nhiều tiền bạc cho chính tôi. Cảm ơn công việc của tôi. Tôi biết ơn công việc bán hàng của tôi vì nó tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp cho các khách hàng của tôi. Bước 2. Biết ơn các khách hàng đã sử dụng sản phẩm mà bạn đang bán. Chính khách hàng là người trực tiếp mua hàng, sử dụng sản phẩm, tạo ra dòng tiền tuyệt vời cho chính bạn. Nếu bạn không biết ơn họ, thì chẳng có lý do gì họ sẽ quay lại mua hàng của bạn cả. Thậm chí là chẳng có khách hàng mới nào tìm đến bạn mà mua. Vì lòng biết ơn sẽ là cầu nối cho bạn, bán được thêm hàng cho khách cũ và lôi kéo thêm nhiều khách hàng mới. Bạn thấy đấy, lòng biết ơn thật tuyệt vời làm sao? Tôi sẽ lấy ví dụ cho bạn dễ hiểu. Tôi biết ơn chị An đã mua hàng của tôi. Cảm ơn chị đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của tôi. Cảm ơn chị đã giúp tôi có thêm tiền lợi nhuận, giúp cuộc sống tôi tốt đẹp hơn. Hãy liệt kê từng vị khách hàng đã và đang mua hàng của bạn, dù họ mua ít hay mua nhiều, họ mua đã lâu hay mới mua. Không có họ thì việc kinh doanh của bạn chắc đã kết thúc lâu rồi. Vì vậy, hãy cảm ơn họ thật chân thành và sâu sắc nhất. Bước 3. Biết ơn những vị khách đang đến mua hàng của bạn. Nếu bạn thực hành một cách nghiêm túc hai bước trên, một cách đều đặn mỗi ngày đôi lần, tôi dám chắc với bạn rằng sẽ có rất nhiều vị khách hàng mới sẽ gõ cửa mua hàng của bạn. Và cả những vị khách cũ cũng sẽ quay lại ủng hộ bạn. Vì vậy ngay lúc này, hãy đặt bút xuống mà viết cảm ơn họ bằng cái tâm của mình bạn nhé. Tôi có thể gợi ý cho bạn như sau. Tôi cảm thấy vui vì hôm nay tôi bán được thêm một số sản phẩm cho những vị khách mới. Tôi biết ơn họ đã tìm đến tôi mua hàng. Tôi thực sự hạnh phúc vì điều tuyệt vời này. Cảm ơn rất nhiều những vị khách đáng yêu của tôi. Ở bước này, bạn thoải mái viết cảm ơn theo cảm xúc của bạn. Bạn càng thể hiện lòng biết ơn sâu sắc bao nhiêu thì bạn sẽ bán được nhiều hơn bấy nhiêu. Bước 4. Chi từ 5 đến 10% lợi nhuận bán hàng để làm việc tốt đẹp. Cứ mỗi một sản phẩm, một chuyến hàng mà bạn bán ra, hãy trích ngay từ 5 đến 10% tiền lãi để làm việc tốt đẹp cho người khác bạn nhé. Có thể là cha mẹ, gia đình hay bạn bè, cũng có thể là ai đó cần sự trợ giúp bằng tài chính hoặc dành cho tôn giáo tâm linh. Bất kể đó là việc gì, hãy trao yêu thương ngay tức thì, chắc chắn số tiền đó sẽ quay về với bạn, thậm chí là nhiều gấp 2 gấp 3 lần. Bước 5. Nghe thôi miên thu hút khách hàng trong 9 phút mỗi ngày. Tôi đã chuẩn bị cho các bạn, hãy tìm kênh radio luật hấp dẫn và nghe nhé. Mục đích của bước này là thiết lập lại tiềm thức của bạn theo hướng tích cực hơn trong mối quan hệ buôn bán giữa bạn và khách hàng, giữa bạn và công việc. Điều tôi lưu ý các bạn rằng, tất cả các bước trên hãy thực hành mỗi ngày và mỗi ngày. Điều lưu ý thứ hai là, bạn phải chắc chắn rằng công việc bạn đang kinh doanh là chính đáng, là lương thiện. Nếu không, bạn sẽ gánh nhiều tổn thất đấy nhé. Mọi thứ chúng ta làm đều phải tuân thủ quy luật tình yêu, nguồn luật chính của luật hấp dẫn. Hoặc có thể hiểu đơn giản, đó chính là luật nhân quả. Cuối cùng, mến chúc tất cả các bạn ngày càng phát đạt trong công việc kinh doanh và tạo thêm thật nhiều giá trị tốt lành cho người khác.